Trước đây là chú cũng trong quân đội, cũng nằm bên binh chủng tinh nhuệ đặc công. Hiện nay là chú làm đoàn chuyên gia chú về rồi. Bằng tuổi chú hoặc hơn được là Hơn tụi chú vẫn được luôn cũng ạ. được luôn. Dạ. Mà chú không yêu cầu gì hết. Nói Dạ. chung là chú thì chỉ cái quan trọng nhất là cái tuổi nửa đời còn lại yêu thương nhau cho nó trọn vẹn. Cơ bản nhất là cái lòng, cái tấm lòng với nhau thôi. Dạ. Chứ còn bây giờ đẹp hay xấu thì để làm gì? Đó là cái hạnh phúc của chú. Mà bây giờ chú đang thèm lắm, thèm cái hạnh phúc ấy lắm. Dạ. Thèm cực kỳ luôn. Mà bây giờ chú nói thật ấy, yêu chú một lần thì chú yêu lại 100 lần. Đó là cái quan điểm. Dạ. Về dâu du lịch thì chú cũng hay đi lắm. Dạ. Mà bây giờ nếu một ai đó mà đến với chú mà thích du lịch chú thẳng thắn ok luôn. Hai vợ chồng cùng đi. 10 xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang xem chương trình Kết nối yêu thương. Hôm nay bên 10 đón tiếp một người chú ăn mặc rất là chỉnh trang, rất là sang trọng từ Di An đến đây để mà tìm một nửa yêu thương. Dạ con chào chú ạ. À. Con mời chú gửi lời chào đến khán giả cũng như là tự giới thiệu bản thân của mình. Trước tiên là chú gửi lời chào Đỗ Mười, một con người phong ba lịch sự và sang trọng của cuộc sống, nắp ghép cho mọi người. Chú chúc gia đình con mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, con cái khôn ngoan thành đạt và làm ăn nhiều thành đạt, giúp cho mọi người khỏi đơn thân. Hai là chú xin gửi lời chào tất cả mọi anh chị em cô dì chú bác ở trong nước và ngoài nước, trong nội tổng mạng là kết nối yêu thương, mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều mắn, vạn sự ý, chọn đâu được đó, được người yêu thích và trong cuộc sống đỡ đơn thân. Xin cảm ơn tất cả. Wow, quá là tuyệt vời. Cảm ơn chú đã quan tâm và tham gia chương trình bên con. Chú cho con được hỏi là chú họ tên gì ạ? Chú hiện nay là mang dòng họ Kim, Kim Ngọc Đạo. Kim Ngọc Đạo. Họ Kim Ngọc Đạo. Dạ. Và sinh năm 1 tháng 5 năm 1959, tuổi Kỷ Hợi. Dạ. Đấy. Năm 9 là năm nay là chú là 65 tuổi chú ha. 65 tuổi, đúng rồi. Dạ. Dạ, chú là quê quán ở đâu ạ? Là quê chính xác, quê gốc là bánh bánh đậu xanh Hải Dương. Hải Dương, Thế dạ. còn hiện nay là chú vào trong miền Nam này và thử khoảng hơn 30 năm rồi. Dạ. Hiện tại trước ở Bình Phước 20 năm và về Bình Dương là 12 năm. Thế tổng cộng bây giờ chú đang là hội cựu chiến binh của thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Wow. Giờ chú vẫn còn công tác ở đó chứ? Là bây giờ chú làm công tác tự do mà bây giờ chỉ tham gia công tác bình thường thôi. Dạ. À, công tác tự tự do. Rồi, chú chia sẻ giúp con là về ngoại hình của chú ha. Chú cao Dạ. được bao nhiêu vậy? Chú cao là 1m68, Dạ. nặng là 76 kg. Dạ. Nói chung là ở bên ngoài nhìn chú khá là phong độ luôn. À. Cộng thêm mặc cái trang phục như thế này nó nhìn rất là uy nghi chứ ha. À. Dạ. Rồi chú chia sẻ giúp con là về tình trạng hôn nhân của chú hiện tại bây giờ như thế nào? Về tình trạng hôn nhân thì trước hết là báo cáo mấy này anh Mười thì cô chú là cũng sống với nhau được 3 mặt con, 2 trai 1 gái, trai lớn là sinh năm 83, trai 285, gái út 90. Ở đây là các cháu là đã có gia đình riêng và nghề nghiệp ổn định, con cái là lớn hết, hiện nay đi học rồi thì đấy. Nhưng mà cô chú thì thôi nó không hợp thì hiện nay là đã ly hôn và đường ai đi thì thôi, giờ chú cũng đi kiếm một người Dạ. phụ nữ rồi, tuổi thôi cứ từ gọi từ 40 đi, Dạ. 40 cho đến bằng tuổi chú hoặc hơn được là Hơn tụi chú vẫn được luôn ạ. cũng được luôn. Dạ. Mà chú không yêu cầu gì hết, mà một là nếu mà các cô yêu cầu mà chú đến ở với các cô ấy, thì chú cũng đến, mà nếu các cô về ở với chú cũng ở. Nói Dạ. chung là chú thì chỉ cái quan trọng nhất là cái tuổi nửa đời còn lại yêu thương nhau cho nó trọn vẹn để đến nhau bằng cuộc sống bình thường, là chăm sóc nhau khi tuổi già trái gió dở rời ốm đau, là có người bưng nước hay có người lấy thuốc động viên nhau, đó là cái hạnh phúc của chú. Mà bây giờ chú đang thèm lắm, thèm cái hạnh phúc cái lắm, Dạ. thèm cực kỳ luôn. Mà thôi thì cũng qua đây thì chưa hết là nhờ anh Mười thì cũng sắp xếp làm sao lắp ghép được. Có hoàn cảnh nào mà cô đang muốn, một là cô muốn là chú về với các cô ấy thì chú cũng sẵn lòng, hoặc nếu mà các cô về cho chú thì chú cũng sẵn lòng. Dạ. Nhưng mà chú chỉ yêu cầu mỗi điều này, tất cả mọi điều kiện là chú không yêu cầu gì hết, dù đói no ngáo kém thì có nhau bên cạnh, dù bắt rau nước mắm hay là bữa cơm cũng chăm sóc nhau. Đó là quan điểm của chú. Dạ. Thế còn cuộc sống thì thôi, thì trước đây là chú cũng trong quân đội, cũng nằm bên binh chủng tinh nhuệ đặc công. Hiện nay là chú làm đoàn chuyên gia chú về rồi. Thì thôi cuộc sống bây giờ nó bình thường hóa. Cơ cấu cuộc sống thì thôi thì dù Vậy là là trước đây là chú là đặc công chú ha? chú thì là công, lính Dạ. lính 3 năm là công Rồi á. hiện tại bây giờ là chú có hưởng lương không? Chú là chú về một cục luôn. À, Chú về một cục thì à lúc có nghĩa là chế độ một lần chú rồi ha? một lần đó. Thì Dạ. lúc mẹ chú là mất sớm quá, 39 tuổi mất rồi. Lúc giờ chú đưa chú học sĩ quan mà chú không đi được, chú xin về. Đấy là cái nội Rồi dung hiện của tại bây giờ là ở Dị An là chú có nhà có cửa gì không? chú. Chú có luôn.
có nhà cửa luôn, đủ điều kiện luôn. Là nhà mà nhà cấp bốn hay sao chú? Nhà gọi là mua cái khu gọi là nhà chung cư tầng trệt. Vậy ở chung cư là cũng tiền tỷ chứ ít gì đâu. Ủa thì nó cũng trung một tâm mình đấy. Chú ở là chú ở với ai? Chú ở với thằng con thứ hai. Nhưng mà nó này con chú lại đi làm thành phố. Dạ. Thì nó chú ở đấy. Thế thì lúc nào nó nhưng về. Ví dụ giờ cưới về ở đó được không? Ở đó được. Nhưng mà con chú sao? Con chú thì bắt đầu giờ thì mình tính, hoặc nếu không ở đó thì mình tính chỗ khác. Dạ. Không quan trọng. Nói chung là chú cũng đã sẵn sàng rồi. Đúng rồi. Dạ. Đấy đấy thôi. Chú cho con hỏi lại là chú ly hôn cái giờ là chính thức là bao nhiêu năm rồi? Chú nếu như cả ly thân và ly hôn thì đến hôm nay là chính xác là khoảng 12 năm. Wow. Thời gian khá là dài. Con nghĩ là chú có tìm hiểu quen biết đến ai không? Dạ thì nó cũng tìm hiểu cũng một số, nhưng mà nó có gì nhiều khi nó chưa phù hợp. Không phải mình đi nhiều, nhưng mà chỉ qua là nghe các kênh mà các anh em kết nối ấy, thì cũng thấy. Nhưng mà thực tế là nó có khi là đến cái người mà lại chưa lên kênh mà lại giới thiệu với ông chú, điện đến chú bảo ủa em có lên kênh đâu. Thế nên nhiều khi là tự dưng mình mất hứng. Dạ. À, đúng. Có nghĩa là cái mong muốn của chú á, là người bạn đời của mình là bắt buộc là phải lên hình, ghi hình để mà chia sẻ bằng bày tỏ bản thân. Đúng mà rồi, chú đúng mới rồi, chấp đúng nhận rồi. Là kết nối đúng chưa ha? Đúng rồi, đúng rồi. Khi mà chú tham gia chương trình như thế này á, thì con cái của chú nó có ủng hộ không? Có, bây giờ con chú nói là thôi ba nhớ, ba má đã vậy chúng con chấp nhận rồi, con giữ không được rồi. Thôi bây giờ ba má đã thuận tình ly hôn thì ok. Còn tất cả mọi việc ba kiếm ai thì kiếm, nhưng đừng đừng xin tiền ba. Đó. No cho nhau làm dù ít nhiều, cơm mua muối là hai bên có trách nhiệm với nhau. Chứ suốt ngày xin tiền ba tiền nọ kia thì thôi. Ba phải kiếm ai cho nó thật thoải mái. Còn ở đâu cũng được, một ba ở người ta, ba hai người ta đến ở nhà ba ở là đều ok. Đấy con chú nó nói hết. Động viên hết. Không À, như chú chia sẻ lúc nãy là hiện tại bây giờ là chú làm bên cựu chiến binh đúng ha, thì lương thu nhập chú thì có ổn không? Không, lương của chú này này thôi thì chú cũng không khoe gì hết. Nói chung là với cuộc sống của chú thì nó vẫn bình thường hóa, kể cả bây giờ cứ vứt chú vào một cái điều kiện khác chú vẫn sống được. Đó, bởi vì dẫu sao thì tân chú làm ăn thì cũng có một điều kiện cho con nó cháu học hành rồi, rồi phần thưởng này khác xe cộ mua cháu hết. Nhưng mà với cái tài khoản của chú là vẫn có. Vẫn có tài khoản. À, cái đó thì mình cũng không nên nói ra làm gì. Rồi rồi rồi, ok đấy. Cái điều quan trọng nhất là giờ chú là luôn luôn sẵn sàng để đón cô về ở chung. Ok ok, nhất trí rồi. Rồi rồi. Hay quá. Rồi chú chia sẻ giúp con là bản thân của mình á, chú có những cái điểm mạnh và cái điểm yếu như thế nào chú? Điểm mạnh của chú thì nói chung bây giờ là trước thì tính là cũng nóng, nhưng mà từ đợt vào bố mẹ răn dạy và quân đội dạy chú thì giờ chú tính bình thường rồi. Rất đồng hòa. Cũng coi mọi người trân trọng mình trân trọng người khác. Mà bây giờ chú nói thật ấy, yêu chú một lần thì chú yêu lại 100 lần. Đó là cái quan điểm. Cách sống vô tư, hài hòa, đồng hòa với mọi người. Không muốn hơn thua về cuộc sống. Làm ăn cũng vậy. Chú chỉ muốn làm sao mọi người hiểu nhau để mà làm. Hoặc đến với nhau bằng cách tình cảm là quan trọng. Đừng vì nghĩ nhau là vật chất hay nhà cửa. Hoặc chú đến với người ta hay người ta đến với chú. Chứ còn quan điểm cũng có thể bây giờ là nhiều cô ơi giờ em muốn bắt rẻ đấy. Thì cô muốn bắt rẻ thì đấy bắt rẻ thì mình cũng chấp nhận. Đấy, thế còn nếu như bây giờ em anh cho em về em cũng được. Mình không có sợ. Nói chung là chú không có e ngại về cái vấn đề không. Mình ở nơi vợ hay là nơi không, nơi nào đúng không? Không e ngại. Miễn thuận lợi là ở thôi. Bởi vì cái quan điểm xã hội bây giờ cũng có nhiều người bây giờ là con cái mấy người con gái lấy chồng hết rồi thành đạt hết ở riêng hết rồi, bây giờ mình muốn là mình về với người ta. Thì đó là một cái cơ cấu của một người phụ nữ, người ta muốn có một cái hạnh phúc, đó là cái trọn vẹn. Chứ mình đâu mình không yêu cầu người ta phải cho mình về người ta ở, hoặc mình về thì mình phải có trách nhiệm với người ta, dù người ta có một thì mình phải trân trọng người ta 10. Người ta 10 thì mình trân trọng 100. Đó thế thôi. Đấy là ý chú. Thưa chú thì ngoài những cái điểm mạnh vậy thì chú có cái thói hư tật xấu gì không? Ví dụ như là mình rượu bia thuốc lá uống nhiều không chú? Không. Nếu nói cái này thì thuốc lá này chú bỏ là 32 năm. Yeah. Bỏ từ ngày về miền Nam là 32 năm này không biết hút. Yeah. Nói chung trước thì có hút nhưng bây giờ không biết hút. Rượu bia thì uống xã giao. Một vài ly nhỏ nhỏ xong thôi. Hai nữa là về cái cách thức mà xử lý này, tức là ý thức là làm trong cuộc sống mình không muốn hơn thua ai hết. Chỉ nguyên là sao cái năng lực sức khỏe mình có, mình lao động với cái đầu óc sáng tạo mình ra mình làm gì đó thì nó cân đối. Đấy. Kể cả bây giờ vứt chú vào thuật rác cũng sống. Ngoài những cái điểm như vậy thì chú có cái sở thích mình đi du lịch hay là cá gì không chú? Có, cái về du lịch thì chú cũng hay đi lắm. Mà bây giờ nếu một ai đó mà đến với chú mà thích du lịch chú cũng thẳng thẳng ok luôn. Hai vợ chồng cùng đi. Đấy, nói chung chú cũng đi cũng hơi nhiều rồi. Nói chung là các chỗ Phú Quốc rồi ra nằm bất động sản rồi này khác là chú đi hết rồi. Bây giờ chú đang mộng là đi Sapa. Rồi đi các khu mà chưa đi á, là chú đang mộng đi đó.
Nhưng mà tôi nghĩ là những cái điểm đó là chú chờ một người về đi chung với chú, đúng 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 chính xác. không? Như chú chia sẻ lúc nãy thì chú mong muốn một người phụ nữ là từ độ tuổi 40 đến hơn tuổi chú cũng được. Cũng được luôn. Quan trọng là tâm đầu ý hợp. Cơ bản nhất là cái tâm đầu ý hợp. Còn về vấn đề ngoại hình thì chú mong sao? Dạ. Ngoại hình của cô đó. Ngoại hình làm sao cứ nhìn bình thường là được rồi. Dạ. Chứ đừng có cảm nhận thế này khác mà chú cũng không á. Bởi vì khi là con người mà đến tầm này với chú rồi á thì mình không nghĩ là cơ bản nhất là cái lòng, cái tấm lòng với nhau thôi. Chứ còn bây giờ đẹp hay xấu thì để làm gì? Nói chung ai muốn đẹp, ai muốn hơn, muốn giàu, nhưng mà thôi cuộc sống đến đâu mình hưởng đến đó. Bình hòa trong cuộc sống, bình đẳng trong quan hệ xã giao, cơ bản nhất là tình cảm, yêu thương nhau, trân trọng nhau, giúp hỗ trợ nhau tuổi già đến với nhau. Coi tình cảm vợ chồng là tuyệt vời. Mà chú đang rất rất thèm, thèm tình cảm vợ chồng lắm. Vì mình đã mất đã lâu rồi. Mất lâu quá. Ok chú. Còn về cái công việc của người đó thì chú có mong sao? Không, cô mong điệp một là có, hai không có. Nếu mà cảm nhận khi mà điều kiện chú về bên đó có điều kiện thì chú sẽ mở cho cô một quán cà phê. Hai, về bên chú cảm nhận được có điều kiện chú mở quán cà phê cho cô đứng chủ bán. Đấy là cách của tuyệt vời chú ha. Không, có nghĩa là chú đã chuẩn bị rồi. Chuẩn bị. Dạ. Và còn về vùng miền thì chú có mong muốn là không, không, vùng miền đâu cũng được. Dạ. Miễn chỗ nào mà cảm thấy phù hợp. Như cái độ tuổi mà chú đưa ra là từ 40 trở lên thì con nghĩ rằng là có cô đó, cái điều chắc chắn rằng là sẽ quên lần đò, đó là điều đương nhiên rồi. Có. Ừ. Còn ví dụ như mà còn vướng bằng con cái, ví dụ con cái còn nhỏ còn đi học thì chú nghĩ sao? Không, bây giờ chú nói mới này này, thôi quan điểm của chú nói thẳng luôn. Dạ. Thôi bây giờ với chú đến người nào cũng như chú luôn, con cái đã lớn, đã hoàn thiện, chỉ có hai vợ chồng lo nhau thôi. Đấy là quan điểm chú nói thật luôn. Đúng rồi chú, mình phải đưa ra thẳng quan điểm. Ai hiểu sao chú nói, nhưng mà đấy quan điểm của chú là bằng nhau. Bây giờ nếu con cái đã hoàn thiện, chồng con đấy gượng hết rồi, bây giờ còn mình ở, một là chú về bên đó, hai là về bên chú là điều kiện hoàn thiện, vợ chồng chăm sóc nhau. Vậy là chú mong muốn người bạn đời của mình là không có vướng bận con cái. Đúng, chính xác. Cũng như chú luôn. Dạ, ok chú. Thì con nghĩ rằng là qua những lời tâm tư nguyện vọng của chú thì con thấy cũng khá đầy đủ rồi. Nếu mà có cô các chị nào cảm mến chú thì cứ liên hệ với chương trình để mà có hướng cho hai người tìm hiểu nhau nhiều hơn chú ha. Trước khi mà khép lại cuộc trò chuyện hôm nay thì chú có điều gì để bày tỏ đến có cô các chị một lần nữa không chú? Chú muốn này này này, bởi vì đây thì cũng là cái mộng ước của chú. Vì hôm vừa rồi chú điện ra ngoài quê, vì chú ngoài quê chú còn ông anh trưởng này trên chú này, hơn chú 2 tuổi. Ấy còn 4 người em nữa, nhưng mà cái cô dưới chú là bị tai nạn chết rồi hiện nay này. Hiện nay là ngoài đó này, đến tháng 9 âm này, 10 tháng 9 âm này là dỗ bà già chú. Nếu mà nhanh chóng gặp được á người đó thì chú sẽ mấu chốt đến với nhau, xong bao giờ đến đó bữa đó là chú đưa về quê hương. Dự dỗ của mẹ chú, bởi vì năm nay anh con làm mẹ mà sang năm làm bố, cứ một năm làm bố, năm làm mẹ. Thì bố của chú là dỗ là 15 tháng 10, mẹ 14 tháng 9. Đó. Thì hôm nay là anh ấy tổ chức như thế. Thì chú hứa với bà dì là thôi giờ còn nếu mà sớm một con kiếm được là con đã hứa con đưa về giới thiệu với mẹ con. Đó là cái mong ước của chú. Mong ước nếu chú mà cô ấy chấp nhận thăm quê luôn. Cái nói với chú thì trong tháng 9 này là chú sẽ đưa về quê luôn. Đúng, rồi bắt ông bà luôn. Chính mà. Ok chú. Con cũng rất là hy vọng là cái mong ước của chú sẽ thành hiện thực chú ha. Dạ. Dạ, một lần nữa thì con xin nhân thành thật cảm ơn chú đã quan tâm và tham gia chương trình bên con. Con luôn luôn cầu chúc cho chú là dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Điều đặc biệt nhất, sau khi tham gia chương trình, chú sẽ tìm được người đàn bạn đời như mong muốn. Bây giờ thì con xin chào tạm biệt chú. Chúc chú trên đường về thượng lộ bình an. Bye bye chú ha. Rồi thôi thì chú cũng kết thúc công trình thì trước hết là chúc Đỗ Mười vợ chồng mạnh khỏe, con cái khôn ngoan, gia đình hạnh phúc, vạn sự ý, đi nơi bền chốn, vạn sự mọi người thương tiếc, thương nhớ và làm ăn thành đạt, cuộc sống nắp ghép thật nhiều mảnh đời đơn thân, khỏi bị đơn thân nữa. Chú cảm ơn rất nhiều. Ok, con cảm ơn chú rất là nhiều. Bye bye chú.